Xem lại tập ảnh thời thơ ấu thì có tấm hình này làm em nhớ lại kỷ niệm ngày xưa ấy mà. Đâu tấm nào đâu, chân xem với. Lúc còn nhỏ em từng sống trong một căn nhà đơn sơ giản dị. Em còn nhớ như in sàn nhà em khi ấy còn không được lắp gạch mà chỉ là một nền đất thô. Huyền ơi, sang nhà tới chơi. Mẹ ơi, cho con sang nhà lên chơi được không ạ? Ừ, đi rồi nhớ về sớm con nha. Dạ. Trong khi đó, nhà của Liên thì lại được lắp gạch men mới tinh, sạch sẽ. Nhiều lúc căn phòng khách của cô ấy như muốn sáng bừng lên vậy. Em đã từng ghen tị đến mức trong một bữa ăn em đã kể câu chuyện cho bố mẹ nghe. Năm ấy bố mẹ gửi em về ngoại chơi trong 2 tuần. Và khi em quay trở lại, họ đã dành cho em một bất ngờ. Toàn bộ nền đất cũ đã được thay bằng lớp gạch men mới tinh, sáng bóng. Lúc đấy em thấy thậm chí nó còn đẹp hơn cả nhà của Liên nữa. Tuyệt quá, nhà mình đẹp quá, em rất thích bất ngờ này. Con cảm ơn bố mẹ. Vậy là bây giờ con có thể mời lên sân nhà mình chơi được rồi. Chúc mừng năm mới con gái yêu của mẹ nhé. Dạ. Nhưng tối hôm đó em đã phát hiện ra một điều. Mỗi năm khi Tết đến, em luôn nhớ về kỷ niệm đẹp này, nhưng muốn nhắc nhở với bản thân rằng bố mẹ đã hy sinh và yêu thương em nhiều như thế nào. Và với bổn phận là một người con, em cần phải hiếu thảo và đền đáp cho bố mẹ nhiều hơn nữa. Hay là Tết này mình lót xe mới cho nhà bố mẹ để Thịnh vượng ghé thăm, em thấy sao? Hay đó anh. Trời ơi, tại sao em không nghĩ sớm hơn nhỉ? Cảm ơn anh.